Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong văn hóa của người Việt, trước khi tiến hành một công việc trọng đại nào đó, người ta thường xem ngày để chọn ngày tốt nhất và tránh ngày kiêng kỵ. Và việc xem ngày tháo dỡ nhà cũ cũng vậy. Có thể nói đây là khâu bước đầu tiên và vô cùng quan trọng trong việc xây dựng một công trình mới. Vì là xây trên nhà cũ nên phải xem ngày quan trọng, không kém việc xem ngày động thổ. Bởi phá dỡ nhà chính là đã động chạm tới đất cát, liên quan tới thần linh cai quản, nên bạn cần làm thủ tục để thông báo tới thần linh, được biết cũng như xin sự cho phép của các ngài, cầu mong mọi việc diễn ra thuận lợi. Việc xem ngày để đập phá nhà cũ xây nhà mới cực kỳ quan trọng. Nếu bạn muốn việc xây nhà mới diễn ra được suôn sẻ, làm ăn thuận lợi, gia đình hạnh phúc, ấm êm, cũng như công việc của các thành viên trong nhà, cuộc sống của chính gia chủ được ổn định, thì không được xem nhẹ việc chọn ngày đẹp để tiến hành phá dỡ nhà. Bạn cần tuân thủ theo các quy tắc, quy định về mặt tâm linh, phong thủy, nhất là xem ngày tốt phá dỡ nhà và chọn được giờ hoàng đạo để làm lễ, không nên phạm phải những tuổi kiêng kỵ về mặt phong thủy. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. 1. Những việc cần làm khi phá nhà chặt cây tháng 10 âm lịch. 2. Những ngày xấu kiêng kỵ phá nhà trong tháng 10 âm lịch. 3. Những ngày tốt nhất phá nhà, dỡ tường trong tháng 10. 4. Tuổi nào dùng những ngày tốt nào sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 5. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có một ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ. Như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người, hoặc là có rất ít. Ngoài việc lựa chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc phá dỡ nhà cửa trước khi tiến hành động thổ xây mới trong tháng 10 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất cứ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy, tới những bậc thầy chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày phá dỡ nhà cửa phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ phá nhà, kỵ những ngày sát chủ, thụ tử, tam nương, nguyệt kỵ, dương công kỵ, thiên địa chuyển sát, nguyệt kiến, thổ phù, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt yểm, thổ phù, địa nang và sau ngày thổ vương dụng sự. 2. Ngày hợp phá nhà, hợp với các ngày trực phá. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét các hung của từng ngày để tìm ra được xem ngày tốt phá dỡ nhà cửa trong tháng 10 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 10 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất ở tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 âm lịch đến ngày 23 tháng 11 dương lịch. Tháng 10 là tháng Tân Hợi, là tháng đủ có 30 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Tân Hợi, ngày 30 là ngày Canh Thìn. Trong tháng 10 có hai tiết khí là Lập Đông và Tiểu Tuyết. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 10 âm lịch khi phá dỡ nhà cửa bao gồm những ngày sau. 1. Là ngày sát chủ, trong tháng 10 âm lịch là ngày Dậu và ngày Thìn, bao gồm các ngày mùng 6 Bính Thìn, 18 Mậu Thìn và 30 Canh Thìn, 11 Tân Dậu và 23 Quý Dậu. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày sát chủ mùa là những ngày Mão, bao gồm các ngày mùng 5 Ất Mão, 17 Đinh Mão và 29 Kỷ Mão. 3. Ngày thiên địa chuyển sát là ngày mùng 2 Nhâm Tý và 26 Bính Tý. 4. Ngày thụ tử trong tháng 10 âm lịch là những ngày Thân, bao gồm các ngày mùng 10 Canh Thân và ngày 22 Nhâm Thân, cũng kiêng kỵ không dùng việc gì. 5. Là ngày dương công kỵ, trong tháng 10 là ngày 23, ngày Quý Dậu, kỵ mọi việc liên quan đến động thổ xây dựng. 6. Là ngày tam nương, bao gồm 6 ngày,
mùng 3 Quý Sửu, mùng 7 Đinh Tỵ, 13 Quý Hợi, ngày 18 Mậu Thìn, 22 Nhâm Thân và 27 Đinh Sửu. Đây là 6 ngày xấu, kỵ mọi việc. 7 là ngày Nguyệt Kỵ, bao gồm các ngày mùng 5 Ất Mão, 14 Giáp Tý, ngày 23 Quý Dậu, trùng với ngày Dương Công Kỵ. Đây là 3 ngày cực xấu, kiêm mọi việc. 8 là ngày Trực Kiên. Trong tháng 10, Trực Kiên là những ngày hợi, bao gồm các ngày mùng 1 Tân Hợi, 13 Quý Hợi và 25 Ất Hợi. 9 là ngày Thổ Phủ là những ngày hợi, bao gồm các ngày mùng 1 Tân Hợi, 13 Quý Hợi và ngày 25 Ất Hợi, trùng với các ngày Trực Kiến và ngày Tam Nương nên bỏ qua không dùng. 10 là ngày Kiếp Sát là những ngày Thân, bao gồm các ngày mùng 10 Canh Thân và 22 Nhâm Thân, trùng với ngày Thụ Tử cũng kiêng kỵ không dùng việc gì. 11 là ngày Tai Sát là những ngày Dậu, bao gồm các ngày 11 Tân Dậu và 23 Quý Dậu. 12 là ngày Nguyệt Sát là những ngày Tuất, bao gồm các ngày 12 Nhâm Tuất và 24 Giáp Tuất. 13 là ngày Nguyệt Hình là những ngày Hợi, bao gồm các ngày mùng 1 Tân Hợi và 13 Quý Hợi và ngày 25 Ất Hợi, trùng với ngày Trực Kiến và ngày Tam Nương nên bỏ qua không dùng. 14 là ngày Nguyệt Yểm. Trong tháng 10, ngày Nguyệt Yểm là những ngày Sửu, bao gồm các ngày mùng 3 Quý Sửu, 15 Ất Sửu và 27 Đinh Sửu. 15 là ngày Thổ Phù là những ngày Thìn, bao gồm các ngày mùng 6 Bính Thìn, 18 Mậu Thìn và 30 Canh Thìn. 16 ngày Địa Nang là ngày Canh Tuất và Canh Tý. Trong tháng 10 âm lịch không có hai ngày này. 17. Sau ngày Tổ Vương Dụ Sự là ngày Thổ Phù, ta đã loại bỏ ở trên. Đó là 17 hung tinh chúng ta cần phải loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc phá dỡ nhà cửa cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét cát tinh để tìm ra được những ngày tốt nhất bằng cách sử dụng tài liệu ngày tốt toàn thư bao gồm những ngày sau. 18 ngày trực phá là những ngày Tỵ, bao gồm các ngày mùng 7 Đinh Tỵ và ngày 19 Kỷ Tỵ. Ngày mùng 7 trùng với ngày Tam Nương không sử dụng được, như vậy ngày Tỵ chỉ còn có ngày tốt là ngày 19 Kỷ Tỵ, là ngày tốt nhất sử dụng cho công việc phá dỡ nhà cửa, chặt cây, lấp giếng, lấp ao. 19 các ngày còn lại không bị phạm sát bao gồm những ngày sau: ngày Tý bao gồm các ngày mùng 2 Nhâm Tý, 14 Giáp Tý và 26 Bính Tý. Ba ngày này đều bị phạm ngày Thiên Địa chuyển sát và ngày Nguyệt Kỵ. Ngày Dần bao gồm các ngày mùng 4 Giáp Dần, 16 Bính Dần và 28 Mậu Dần. Ba ngày này không bị phạm sát nên dùng được cho việc phá dỡ nhà cửa. Ngày Ngọ bao gồm các ngày mùng 8 Mậu Ngọ và 20 Canh Ngọ. Đây cũng là hai ngày không phạm đại kỵ, phá nhà nên có thể dùng được. Ngày Mùi bao gồm các ngày mùng 9 Kỷ Mùi và 21 Tân Mùi cũng dùng được. Như vậy chúng ta đã dựa vào 19 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những ngày tốt phá dỡ nhà cửa trong tháng 10 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm sách Ngày Tốt Toàn Thư để chủ động hơn trong việc lựa chọn cho mình những ngày tốt nhất, như ý nhất. Những ngày tốt trong tháng 10 âm lịch cho việc phá dỡ nhà cửa, đó là những ngày tốt sau. 1. Mùng 4 Giáp Dần kỵ người tuổi Thân hợp với người tuổi Hợi, tuổi Tuất, tuổi Ngọ và những người có thiên can là Giáp, Tân, Kỷ. 2. Ngày mùng 8 Mậu Ngọ kỵ những người tuổi Tý hợp với những người tuổi Mùi, Dần, Tuất và những người có thiên can là Đinh, Kỷ, Tân, Quý. 3. Là mùng 9 Kỷ Mùi kỵ những người tuổi Sửu hợp những người tuổi Ngọ, Mão, Mùi và những người có thiên can Giáp, Mậu, Canh, Giáp. 4. Ngày 16 Bính Dần kỵ người tuổi Thân hợp với người tuổi Hợi, tuổi Tuất và tuổi Ngọ và những người có thiên can là Giáp, Tân. 5. Ngày 19 Kỷ Tỵ kỵ những người tuổi Hợi hợp những người tuổi Thân, Dậu, Sửu và những người có thiên can là Bính, Mậu, Nhâm, Quý, Giáp. 6 là ngày 20 Canh Ngọ kỵ những người tuổi Tý hợp những người tuổi Mùi, Dần, Tuất và những người có thiên can là Đinh, Kỷ, Tân, Ất. 7. Ngày 21 Tân Mùi kỵ những người tuổi Sửu hợp những người tuổi Ngọ, Mão, Mùi và những người có thiên can là Giáp, Mậu, Canh, Bính. 8. Ngày 28 Mậu Dần kỵ những người tuổi Thân hợp với những người tuổi Hợi, tuổi Tuất, tuổi Ngọ và những người có thiên can là Giáp, Tân, Quý. Đó là 8 ngày cát lành phá dỡ nhà cửa trong tháng 10 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận dưới video hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.